những lãnh đạo như thế. Châu ơi, hết Putin bữa nay á, Trump bị phạt 400-500 triệu nha, rồi Tập Cận Bình nha, rồi bác Tô mình nghe, bác Thưởng mình nghe, ô tùm lum tùm la hết, cái chết nghĩa lộn cào cào á. Mà cuối cùng một điều duy nhất mà những cái người lỗi lạc này họ cho là họ thông minh, ông trời họ không có biết, ông trời đang tính họ phải thua là phải thua. Bây giờ không ai cãi được trời, bây giờ Putin có giỏi cỡ nào, có bắn 1.000 trái bom nguyên tử rồi nước Nga cũng sẽ điêu tàn, Trung Cộng cũng sẽ chia năm xẻ bảy, nước Việt cũng phải thay đổi, không có thể nào mà giữ nổi. Kim Jong Un cũng phải đi vậy, mà chỉ có cha thôi mà họ không biết, họ không biết cái chảnh cha đang ngồi đây tính. Hey, bữa nay thử bước là ba bước đi, rồi móc lùi bước là một bước, một tiếng ba bước, ok rồi bắt to lên một bước nhưng mà sụt xuống 1.000 bước, tức là trên tính mấy con cờ đi tới đi lui, xỉa tới xỉa lui. Vậy mà mấy ông nội này cứ nghĩ là mình không, trong mắt của tôi nói chuyện bình thường, nó nói xuống nó dễ với tàu mình á. Anh Kiệt trí thức nông cạn ha, tao mà nông cạn, trí thức là cái gì để mình giải thích trí thức. Bây giờ cái xài siêu trí thức cỡ như những nhà bác học á, càng khôn mà càng ngu. Có ông bác học nào nói tin có trời có Phật không? Cũng giống như cái ông mà nhà bác học trí thức á, lúc mà các Marx với Lenin mà ra đời đó, kêu một cái ông á, lên đứng cả mấy nhiêu ngàn người ở trên cái hội trường, rồi nói ô tôi là nhà diễn diễn kính học coi sự giám sát không gian cả mấy chục năm nay, tôi không thấy trời Phật nào ở chỗ nào hết. Cái cả đó vỗ tay hay quá, hay quá, tại vì giờ móng dòm tối ngày mà giờ mấy chục năm không thấy trời Phật. Cái kêu một cái nhà bác sĩ mà mổ mấy trăm người á, là đạt cái bằng bác sĩ giỏi, mổ ra tim gan phèo phổi không có chỗ nào mà cái bác sĩ này không biết hết. Sao tôi tìm hết trong cơ thể không có chỗ nào mà thần Phật trú ẩn trong cơ thể hết, không có Phật. Giơ tay đó, kêu một nhà triết lý học siêu quần, nó sao mà con người là gì, con người chứ cái đen cây tắt là chết là hết, không có linh hồn. Thì từ đó các Marx mới thắng. Thì trên thế giới này bây giờ sẽ là theo theo đạo các Marx á, bú liềm á, là như vậy. Thấy tức cười không? Thì đó là những nhà trí thức. Còn mình á, trí thức kiểu của mình không cần biết nó như thế nào mà nó có thực tế không. Của mình là rất là thực tế và rất là thiệt, làm cho bao nhiêu người đau khổ, đang u mê, đang sân si mà trở lại hiền lành, quay đầu lại với trời với Phật với tâm linh ở cái thời tận thế này. Thì trí thức nông cạn này á, là siêu trí thức, là vì trí thức này là của trên trời, trí thức này không phải là người của thế gian. Còn cái trí thức thế gian là ba cái loại người nãy mình nói, anh công nhận không? Vậy mà đi tới trước cửa Thiên Long Sơn nó chửi mình, mấy cộng sản 50 này nè, nó vẽ lên chiếc tàu của tôi á, nó chửi tôi. Nó nói ôi kiếp mày trí thức nông cạn rồi, mày hay quá, mày đi theo các mác của mày thì rất là siêu đó. Còn tao á, trí thức nông cạn mà tao đội được mấy chục triệu người khắp thế giới. Tôi chỉ nói nó là tôi nói là nó lấy cái đầu óc của cái trí khôn của con người phà mà sao hiểu được trí khôn của trời đất. Thì nó hiểu không được thì nó mình như vậy, nó ngược lại đúng không? Cái ngôn từ của người nó kỳ cục lắm. Bây giờ anh không tin á, anh vô chuồng bò, anh nói con bò mày ăn cỏ rồi mày sống trong cái cảnh này rất là ô nhiễm rất là ấy, còn ngoài kia tao đi máy bay tao đi ăn nhà hàng 5 sao rồi thịt của mày sẽ là đồ ăn của tao. Nó đâu có tin, nó nói mà nó nói nếu mà con bò nó biết nói chuyện á, nó chỉ với mặt loài người chúng ta, nó tụi mày á mới là đồ ngu, nó chửi ngược lại tụi mày không biết ăn cỏ, tụi mày không phải cỏ của tao ngon nè, phải không? Mà ta ở trong chuồng yên vậy luôn. Cái ngôn ngữ nó nói con heo không vậy? Bây giờ con heo mình nói giả sử nghe nó biết nói chuyện, anh vô nói chuyện con heo nó mày đẻ gì đâu mà lần cả trăm con ở giống này nọ, trời ơi đẻ gì cho nó khỏe đúng không? Nó chửi là loài người, nó loài người tụi mày ngu. Thì y như cái đám mà cộng sản nằm dũng đây, nó vẽ lên chiếc tàu tôi ngắm qua, nó chửi
Tại vì từ lúc mà Đảng Thiên bị cái đời chửi Kiệt mày, anh không có dùng cái tên tôi mà nói là trí thức nông cạn, nó chỉ viết có bốn chữ thôi, phải không con? Kiến thức lịch sử nông cạn. Kiến thức lịch sử nông cạn. Kiến thức kia mà, còn á, mà của Các Mác thì quá chất tuần, khô. Tuần trước kia chứ em? Không. Còn nó nói là của Các Mác thì là siêu hình khôn lắm. Còn của mình á, là nó nông cạn, đúng là kiểu nào họ cũng nói được. Nói, những lời nói thì là... Nhưng mà cái quan trọng nhất, nó có tác dụng, mục đích của cha mẹ, của Thiên Tấn Kiệt này là muốn nhân loại sống sung sướng, sống hòa bình. Cả thế giới này không bị ô nhiễm, không có bệnh tật. Cả nước Việt không có còn nghèo đói như bây giờ. Và đồng thời hiểu về Thượng Đế, rồi một đời sung sướng thế gian. Sau hết cái xác phàm 100 tuổi đi về trời. Chứ không có thể nào mà nửa đường 40 mấy 50 tuổi rồi bệnh này bệnh kia lòi ra rồi chết. Bây giờ là một đống bệnh, nước cũng ô nhiễm, bia cũng là bia chất độc, cà phê cũng có chất độc, đồ ăn cũng chất độc, con tôm nó cũng bỏ chất độc, rau nó cũng bỏ chất độc. Người ta làm sao sống được 100 tuổi? Chuyện này thấy rất là đau lòng. Cho nên mục đích chuyện này chỉ muốn nước Việt sống một cách rất là thiên nhiên, không có bị độc nguồn nước cho tới đồ ăn. Rồi đồng thời học vấn, mình phải học anh hùng lịch sử, cho mình không có học giỏi thì sáu mũi nhọn chổi nữa. Rồi đồng thời mình sống gia đình hạnh phúc. Chứ bữa nay thằng chồng nó đi giết vợ nó gì đó lên Facebook quá trời á, rồi nó còn chém đứt đầu vợ nó nữa. Phải nó xỉn vô rồi nó ngậm bá thuốc lắc cái gì không biết. Một cái xã hội bây giờ là vô văn hóa, vô đạo đức hung dữ. Chuyện này không có cam. Rồi á, chẳng có biết Thượng Đế là ai hết, chẳng có biết cha mẹ là ai, ai là người tạo ra chúng ta. Vậy mà cũng quên đi nguồn gốc. Cái nguồn nữa. Cái đó nguồn. Cho nên chuyện này phải dùng kiến thức nông cạn để mà nói chuyện. Tại vì họ đang nông cạn. Chứ còn nếu mà họ cao siêu thì chuyện này nói chuyện cao siêu. Còn bây giờ nó nông cạn thì mình nói chuyện nông cạn để mình cho nó hiểu. Cái hay của người mà messenger là ở tùy theo cái level của người nghe mình nói đấy. Thì bởi vì ông trả lời câu chuyện hồi nãy mình đầu đề tài này là Chu Nguyên Chương là vua khai của nhà Minh á, là vua đầu tiên của nhà Minh á, founder của nhà Minh, nói chuyện với Lưu Bá Ôn. Sau này á, là người mà lập đạo á, tức là mình á, là một người rất là bình dân. Tại vì nhân loại thời nay á, đã xa lánh với trời Phật quá rồi. Bây giờ mấy ông thầy trong chùa cả ngàn cả vạn ông học rất là cao siêu, mấy ông cha cũng vậy, nói chuyện con chiên với Phật tử hết nghe. Mấy ông bác trọng nói chuyện rất là lưu loát, bác nạo trong đó nói chuyện cũng rất là giỏi. Nhưng mà bây giờ dân không thương, không nghe nữa rồi sao? Phải kiếm cái thằng dốt này nói chuyện chứ. Miễn sao nó tác dụng thôi. Bây giờ nói chuyện kiểu nào? Bây giờ anh đi vô chuồng bò anh nói chuyện là anh phải nói chuyện sao? Tôi phải đi học tiếng bò đó. Chứ trên trời tôi cầm cuốn kinh chạy theo Phật, rồi chạy theo cha, rồi bao nhiêu tiền kiếp làm vua. Bây giờ đổi lại cái kiếp này nó phải như vậy nè, nó mới hợp với cái hoàn cảnh thời nay, mới độ được chúng sanh. Phật Thích Ca có nói, ông Lưu Bá Ôn ngày xưa cũng có nói. Vậy mà bây giờ mấy cộng sản Nam Dùng chạy tới chiếc tàu của mình mới viết mấy chữ như vậy. Mày hay quá, mày đi theo Các Mác của mày đi. Mấy cái thằng mà tới đây mà phá mấy ông Sơn Thần là xong rồi. Bảo đảm tụi nó là một đời này nó không có ngóc đầu nổi. Nếu mà nó còn mạng mà bò ra khỏi giường trong 3 tháng là nó cũng còn có tôi từ bi á, bữa hôm qua tôi xin cho nó rồi. Nhưng mà nó mà dám lên tới thánh địa Thiên Long Sơn mà nó quậy tôi hết thuốc chữa. Cái điều anh nói là biết sao không? Tại nó chữa, nó nói tôi là kiến thức nông cạn, con của ông trời mà nó chơi gì, chẳng lẽ cha không biết dạy con? Tôi là con của Thượng Đế, không lẽ cha xuống đây cái nó cũng còn, nó còn nói nặng cha nữa, phạm thượng tới cha luôn. Anh công nhận không? Cái bây giờ là nhà nói như vậy, giỏi nó ngon á, nó kiếm 10.000 đi mở cái hãng 593 đi,
bây giờ cái hãng thành 1 tỷ đô á, kiến thức nông cạn, hiện bây giờ tôi còn 500 lít đang làm á, nó không thấy những cái hành động của sư phụ đây là bây giờ mấy làm, mấy thằng nhân viên của tôi là có bằng kỹ sư đại học hết, mà cái những món hàng nó làm không ra, nó phải chờ tôi tới tôi chỉ á. À, vậy mà nó dám lên này nó giết, mà nó sơn lên chiếc tàu nó chửi tôi. Anh công nhận không? Chúng sanh nó vô minh. Kì. Nó có ngon nó bỏ mấy chục triệu nó mua cái núi này đi. Nó làm được cái anh tưởng mua cái núi này dễ hả? Trời ơi, phải tranh đấu nguyên cả cái làng này á, tôi mua gần cả bữa giờ gần mấy chục thằng đâu, chủ. Mà chưa mua là đâu có gì đâu. Mà bây giờ nhìn thấy. À vậy mà nó đi. Đi. Nó vĩ đại như vậy. Rồi ở đây nè, hỏi anh học đây. 10 năm. Design những cái này ai là người thiết kế ra cái này? Đó, ở đây đâu có người thiết kế. Cái thiết kế là cái này nè. Đúng rồi. Có một tay này làm. Cái chân này phải lội xi măng rồi mới làm ra được mẫu cảnh đi Long Sơn tuyệt vời như vậy. Chứ giờ mua cái núi mà không có cái đầu á, chỗ con làm này á nó rối bùi luôn á. Con thấy đường đi thấy đẹp không? Rồi cái này là mới móc hoa anh đào nè. Trời ơi, hai bên hoa anh đào á nó rớt xuống. Chưa đâu, chưa hết đâu, còn nữa. Ai lên núi này là thôi khỏi cần phải đi Hải Ngoại, khỏi cần đi Bora Bora, khỏi cần đi đi Phuket, đi Phú Quốc cái gì. Đỡ phải tốn tiền, đỡ phải may bay có rớt. Thế con đợi một ngày đây đấy, ngày nào cũng lên trên này. Thiên đàng, à nó bên anh là bên anh qua đây ngồi hai tuần. Thích thích không? Là mà nhưng mà bây giờ không mà đang nói chuyện cái kiến thức mà nó chửi mình. Bây giờ nó có ngon á, nó đi ra cái bát do nó đi. Cái này á, một cục đá, một đám cỏ, một cái gì á, mình cũng phải suy nghĩ đúng không? Kiến thức của nó là kiến thức của thôi kệ ông nói nó tụi nó gì. Ông nó cũng là người Việt, mình phải nói chuyện cho nó biết. Dốt quá. Tại nó tới Thiên Long Sơn mà nó xịt nước sơn mà nó làm chỗ đó là nó cũng ghen á. Cái tiền chả. Dạ vâng.